lần thứ hai em được nghe anh Trọng Hoa hát ở Bắc Ninh thì quả thật là tôi có thể nói rằng là đây là một giọng hát, đây là một tâm hồn nghệ sĩ bẩm sinh, hẳn nhiên là như vậy. Bởi vì không phải là những cái đặc trưng của nghệ thuật này không phải là cứ học mà xong. Thì anh Trọng Ba với cái tâm hồn thế này, với giọng hát thế này, tôi thực sự cảm thấy anh Ba đúng là một nghệ sĩ nhân dân. Và tôi cho rằng là với sức hát và sức tình cảm dồi dào của anh Ba đây, thì tôi tin rằng là giọng hát của anh Ba sẽ còn vang mãi, sẽ còn tiếp tục, sẽ còn là có nhiều cơ hội để đem lại niềm vui cho tất cả mọi người chúng ta. Nghe bài nghe em đi bò đi tặng.